ấm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi, vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đổi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh oh oh. 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 Gia đình mình như cột đèn sẽ không may vẫn chuyển lên tinh. Dù đôi khi có những khi cuối cùng thì nó cũng đã qua đi. Gia đình là số một thì sẽ không bao giờ là số hai, mặc kệ là ai đúng hay là sai. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau, dù lắm lúc có những khi vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù ai nói ngã nói nghiêng thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi, vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đôi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh oh oh. 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 Gia đình là số một. Đón xem Gia đình là số 1 phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.